Vào thứ Hai, ngày 7 tháng 10 năm 2024, Ngài Thanh Hải Vô Thượng Sư Thuần Trai Trân Quý Nhất đang cần dành thời gian từ kỳ bế quan thiền sâu của Ngài để bảo tồn và cải thiện thế giới chúng ta, hầu nhắc nhở rằng chúng ta đang trải qua một thời kỳ hỗn loạn chưa từng có trên toàn thế giới, và chính trách nhiệm của nhân loại là phải hành động bằng cách tu hành như nhiều minh sư khai ngộ đã dạy. Ngài cũng giải thích pháp môn Quán Âm về căn bản khác với các pháp thiền khác như thế nào, về mặt đạt được khai ngộ hoàn toàn. Chào tất cả những linh hồn đẹp nhất của tôi. Thực ra tất cả linh hồn đều đẹp nhất. Chỉ có đầu óc mới gây rắc rối cho mọi người. Để chế ngự đầu óc, chúng ta phải tu hành. Thí dụ, với pháp môn Quán Âm, tôi không bao giờ có thể nhấn mạnh điều đó cho đủ. Dù sao, hy vọng tất cả quý vị đều ổn. Hôm nay, tôi chỉ muốn đặc biệt cảm ơn quý vị, tất cả nhân viên, đội ngũ siêng năng của truyền hình Vô Thượng Sư và tất cả những người đã đăng tải một số bài nói chuyện của tôi lên các trang mạng thuộc những phương tiện truyền thông xã hội khác nhau. Không biết quý vị đã làm như thế nào, và trước đây tôi không biết, chỉ mới biết gần đây thôi, như vài tuần trước, hoặc vài tháng, vài tuần trước. Thời gian trôi nhanh quá, tôi không biết. Tôi tưởng mình ở trong hoàn cảnh sống trong lều mới khoảng 4-5 ngày thôi. Nhưng khi nhìn lại, kiểm tra, thì đã một tháng và một ngày rồi. Khi quá bận rộn, mình thậm chí không nhận thức được thời gian và không gian. Và nhân tiện, tôi xin chúc quý vị mọi điều tốt đẹp nhất trong phước lành của Thượng Đế. Và chúc quý vị nhanh cải biến, tiến bộ trong nỗ lực tu hành của mình. Xin hãy nhớ những gì tôi đã nói với quý vị lần trước. Dĩ nhiên, đối với những người tu Pháp Quán Âm, quý vị đã biết phải làm gì rồi. Nhưng với những người ngoài kia, những người thuần chay, trường chay và không ăn chay, hãy cố gắng ăn thuần chay. Ăn trường chay rất tốt, không sát sanh, nhưng nó cũng gây ra quá nhiều, vô vàn đau khổ cho người thân bò. Và ngày nay, người thân bò cũng được gây giống với số lượng quá mức. Và rồi nó còn tạo ra loại chăn nuôi người thân bò, chăn nuôi người thân động vật tạo ra quá nhiều, vô số khí mê tan và gây nguy hiểm cho địa cầu và dĩ nhiên cho mạng sống của chúng ta nữa. Tôi vẫn còn ở trong khu rừng hoang. À, quên chứ, tôi cũng muốn cảm ơn một số cá nhân và một số trang mạng truyền thông đã xóa một số bài phát biểu có hại của một số kẻ nói dối. Thật không may, họ đã cố hết sức để công kích tôi, và đời là thế. Ý nói trong đời sống vật chất là vậy, tôi nghĩ là không thể tránh khỏi. Ngay cả vào thời của Đức Phật, của Chúa Giê-xu, của Đạo Sư Nana, của Đức Mahavira, của Đức Tiên Tri Mohammed, bình an ở cùng Ngài, và của Đức Baha'u'llá, vân vân. Thời của tất cả các vị minh sư, vào những thời đó các ngài luôn phải chịu đựng quá nhiều. Và không phải ai cũng biết về điều đó, không nhiều người biết về điều đó. Nhưng tôi nghĩ tôi may mắn hơn, vì tôi còn có lều để sống ấm áp bên trong, nhiệt độ bên ngoài khoảng 10 độ C, hay thấp hơn một chút. Nhưng vẫn có thể chịu được. Có điều chỗ này ướt, chỗ kia ướt, và nước đọng lại ở các cạnh của lều. Nên mình phải lau, hoặc để nó tự khô đi bằng cách buổi sáng mở tất cả các khóa kéo ra để không khí lọt vào, và rồi có lẽ phải phơi túi ngủ ngoài trời, dĩ nhiên nếu trời không mưa, hoặc phơi bên dưới các lớp bảo vệ của lều.
Sống trong lều rất bất tiện vì mình phải dựa vào pin, nhưng ngày nay thì có thể được, và điều đó rất tiện. Nếu mình không có xe hơi, thì có thể nhờ tài xế taxi. Nếu mình đối xử tốt với họ, họ có thể giúp mình mang pin về nhà và sạc pin cho mình, hoặc là tìm một trạm giúp mình sạc pin. Cố gắng tìm cách, luôn có cách nào đó để tự chăm sóc bản thân khi sống trong lều. Nếu có một tấm pin mặt trời nhỏ, có thể gấp lại hoặc di động thì cũng hữu ích. Nhưng phải rất tiết kiệm. Tôi rất tiết kiệm pin vì bây giờ tôi dựa vào nó để làm việc. Nếu không làm việc cho truyền hình vô thường xứ với rất nhiều chương trình mỗi ngày, thì tôi thật sự không cần pin chút nào. Không cần pin. Nếu sống trong rừng, trong khu rừng thì luôn có củi khô và có thể dùng củi để nấu ăn và sưởi ấm, và có thể dùng than. Dùng lửa xong, mình có thể sử dụng tất cả than, cho chúng vào một cái nồi gốm nhỏ và phủ tro lên trên. Một ít tro mỏng lên trên, như thế sẽ làm ấm trong nhiều giờ, và đó cũng là cách giữ bên ngoài lều ấm áp. Và nếu mở khóa kéo lều, hơi ấm của than cũng sẽ bay vào bên trong lều, và nó sẽ giữ cho mình ấm một thời gian. Người dân ở nông thôn Âu Lạc Việt Nam làm như vậy đó. Bà tôi đã làm như vậy. Sau khi nấu ăn ban đêm, bà cắt than và để dưới gầm giường, trong một cái nồi nhỏ, nồi gốm, và để dưới gầm giường. Nhưng giường ở Âu Lạc Việt Nam thì khác, bởi vì giường không có phủ chăn hay gì cả, chỉ có vài thanh gỗ bên dưới, và rồi họ sẽ trải như một tấm chiếu tatami mỏng được làm bằng rơm, như những tấm mà quý vị mang theo đến bãi biển vào mùa hè. Nên dĩ nhiên mình sẽ cảm nhận được hơi ấm của than khi nằm lên giường. Nói về taxi, trong hoàn cảnh của tôi, phải đi bộ xa ra phố mới gọi được taxi, dùng số nhà nào đó trên đường phố và ở đó đợi taxi. Nơi tôi sống có một địa chỉ. Không địa chỉ. Sống trong lều cũng không tệ lắm. Tự tại, tự do tự tại hơn. Có điều bất tiện bởi vì nếu tôi phải làm việc, như khối lượng công việc của tôi cần điện thoại, cần máy tính. Và rồi dĩ nhiên cần điện. May mắn là ngày nay mình có thể có pin, có thể sạc pin, và rồi có thể sử dụng điện từ pin. Điều này có thể làm được. Cứ vài ngày thì phải thay pin, chỉ là bất tiện hơn thôi. Bất tiện nhất là điện thoại không luôn luôn hoạt động. Có khi mất nửa tiếng đồng hồ tôi mới kết nối được với vài người trong đội ngũ. Và đó là điều bất tiện duy nhất, bởi vì tôi phải cho họ biết là họ nên nhận các chương trình mà tôi đã kiểm duyệt, ví dụ như vậy, hoặc bảo họ vô nhà để liên lạc. Họ không luôn luôn ở bên máy tính, và đôi khi máy tính của tôi không hoạt động tốt lắm. Mạng Internet không phải lúc nào cũng suôn sẻ, nhưng vẫn làm được. Cảm tạ Thượng Đế về mọi điều đó. Tôi thật sự biết ơn tất cả những phát minh này khiến đời sống của mọi người thoải mái hơn, thuận lợi hơn và tiết kiệm thời gian hơn. Người bình thường, công dân thường trên thế giới ngày nay sống còn sướng hơn vua chúa thời xưa. Thật sự là như vậy. Và nếu chúng ta có hòa bình và một thế giới thuần chay, thì đây chính là thiên đàng tại thế. Một thế giới đẹp như thế, chúng ta chỉ cần gìn giữ nó. Dù sao, tôi cũng rất biết ơn rồi là vẫn còn sống và vẫn có thể làm việc cho quý vị, cho thế giới này, cho mọi chúng sanh sống trên đó mà tôi thương vô vàn. Tôi cầu nguyện mỗi ngày, cầu xin các cõi thiên đàng giúp quý vị. Nhưng giúp đỡ tốt nhất là chúng ta tự giúp mình.
Người ta nói rằng Thượng Đế giúp những ai tự giúp mình. Thật sự là như vậy. Bởi vì có những cách thức và phương tiện mà tất cả các vị minh sư do Thượng Đế gửi đến đã dạy chúng ta từ thời xa xưa. Chúng ta biết phải làm gì. Chỉ là chúng ta không muốn hoặc không thật sự quan tâm cho lắm về điều đó, hoặc là thật sự nghĩ điều đó không quan trọng. Điều đó quan trọng. Giống như quý vị sống trong một xã hội trên thế giới, có luật pháp ở các quốc gia khác nhau, quý vị phải tuân thủ chúng. Dù luật tốt hay xấu, quý vị cũng phải tuân thủ để tồn tại, để ít ra có được bình an trong đời mình và với láng giềng. Không dễ để sống trên đời này, tôi biết. Tôi biết điều đó. Có người gửi cho tôi một số bài viết về một số nhà sư đã nói xấu tôi và đội ngũ truyền hình của chúng ta muốn công khai phát sóng về điều đó. Tôi nói không, không được. Đây là những nhà sư khác. Họ chỉ hiểu lầm thôi. Chỉ là họ không đọc kỹ, không nghiên cứu kỹ về giáo lý của tôi và họ hiểu lầm. Nhưng họ không phải là ma quỷ. Chúng ta chỉ cố gắng chỉnh đốn ma quỷ, chứ không phải các nhà sư con người. Các sư cũng chỉ là con người, thì họ không nghiên cứu nhiều. Họ chỉ biết cố định một mảng kiến thức về điều gì đó và bám vào đó thì cũng không đến nỗi nào. Chỉ là ở địa vị của tôi, tôi phải dạy mọi người. Tôi phải biết nhiều thứ. Thành ra tôi đã học với nhiều tôn giáo khác nhau từ khi còn trẻ cho tới khi tôi đi ra lãnh nhận công việc này. Mình phải biết vì người thế gian họ có những ý kiến khác nhau và các hệ thống tín ngưỡng, tôn giáo cố định khác nhau. Mình phải biết để giải thích cho họ, để dạy họ, để hòa nhập vào cách hiểu biết của họ, vào quan điểm của họ. Nếu không biết tất cả điều đó, thì mình không thể dạy người ta. Giả sử tôi chỉ là một vị cô bình thường, thì tôi phải nên làm gì? Chỉ dạy Phật tử niệm A-di-đà Phật, hoặc niệm một số câu thần chú, hoặc tụng một số kinh điển. Nếu người ta thậm chí có các kinh điển đó, có rất nhiều kinh điển trong Phật giáo. Do đó, chúng ta phải biết nhiều thứ để có thể sống hòa hợp với các tín ngưỡng khác và không công kích các tín ngưỡng khác và chỉ nói đức tin của tôi là tốt nhất, là duy nhất và những tôn giáo khác đều là ngoại đạo. Quan niệm như vậy là không đúng đắn. Vì khi tôi nghiên cứu thêm nhiều tôn giáo, tôi biết tất cả các tôn giáo tốt, chính yếu đều có cùng một nguồn, Thượng Đế. Và kiến thức, lời giải thích, giáo lý của họ có thể được hiểu hơi khác do những cách mà họ diễn đạt. Nhưng nếu quý vị thật sự biết phương pháp tốt nhất như pháp môn Quán Âm là phương pháp duy nhất dẫn đến quả vị Phật, khi đó quý vị sẽ đạt được khai ngộ cao đẳng. Khi đó quý vị thật sự hiểu được tôn giáo của mình và tất cả các tôn giáo, điều đó là sự thật. Các phương pháp khác có lẽ có thể mang lại cho quý vị sự giải thoát và không đưa quý vị trở lại đau khổ, sinh lão bệnh tử, nhưng sẽ không mang lại cho quý vị quả vị Phật. Một số phương pháp thậm chí có thể mất nhiều kiếp. Đức Phật cũng thừa nhận điều đó. Thành ra, Ngài đã tập hợp 25 vị A-la-hán, những vị đại minh sư thời bấy giờ, để giảng dạy, giải thích, dẫn giải cho A-nan, vị thị giả yêu quý của Ngài, về pháp nào là tốt nhất. Lúc đó, Như Lai bảo Văn Thù Sư Lợi, này Pháp Vương Tử, 25 vị vô học Đại Bồ Tát và A-la-hán này, mỗi vị trình bày phương tiện thành đạo lúc ban đầu, đều nói tu tập viên thông chân thật, lối tu của họ thật chẳng hơn kém và chẳng trước sau sai biệt. Nay ta muốn khiến A-nan khai ngộ.
Trong 25 pháp tu, pháp tu nào thích hợp vì lợi ích của chúng sinh và sau khi ta diệt độ, chúng sinh trong cõi này muốn vào Bồ Tát Thừa, cầu đạo vô thượng từ cửa phương tiện nào để được thành tựu. Nay con bạch Thế Tôn, Phật hiện cõi Ta Bà, giáo thể ở cõi này, âm văn trong sạch nhất, muốn đắc tam ma địa, nên từ văn mà vào, lành thai quán Thế Âm, lìa khổ được giải thoát. Trải qua hàng xa kiếp, vào vô số cõi Phật, dùng sức đại tự tại, thí chúng sanh vô ý, diệu âm quán Thế Âm, phạm âm hải triều âm, cứu thế đều an lành, xuất thế được thường trụ. Trích từ Kinh Thủ Lăng Nghiêm. Rồi Quán Thế Âm Bồ Tát đã trình bày chi tiết rằng pháp môn Quán Âm này là tốt nhất. Đó là pháp dẫn quý vị đến quả vị Phật nếu quý vị muốn trở thành Phật, và dĩ nhiên đồng thời cũng được giải thoát. Đây là pháp chắc chắn vì nó trực tiếp. Nếu quý vị có chuyến bay thẳng đến New York từ nơi quý vị đang ở, thì chắc chắn quý vị sẽ đến New York. Nếu muốn chuyến bay khác sẽ đi theo những hướng khác nhau nhưng không tới New York. Đó là pháp mà Đức Phật đã nhấn mạnh cho hội chúng tăng đoàn của Ngài, kể cả A Nan. Và đó là pháp tôi dạy. Nhưng quý vị thấy đó, không phải nhà sư nào cũng biết pháp môn này. Có một số nhà sư đã đến tu học với tôi, thì họ biết pháp này. Nhưng có bao nhiêu nhà sư khác biết pháp môn phi thường tốt nhất này trong 84.000 pháp môn mà quý vị có thể lựa chọn để khai ngộ và cũng giải thoát chính mình? Dĩ nhiên là với vị minh sư. Dĩ nhiên là với vị minh sư tài thế để dạy quý vị. Đó không chỉ là pháp môn, mà là các vị minh sư đã thành đạo. Nếu quý vị may mắn gặp được một vị như vậy và được dạy pháp môn siêu phàm này, thì chắc chắn quý vị sẽ được khai ngộ và sẽ thành Phật. Do đó, Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, Đức Thế Tôn, đã giới thiệu pháp này cho A Nan thông qua Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát, vị đã hết lời 8 tháng bậc thầy của phương pháp Quán Thế Âm, đã quán dòng âm lưu vĩnh hằng bên trong. Quán âm, vị Bồ Tát này đã tu tập pháp môn này hằng hà xa số kiếp để tự chứng ngộ và đi cứu những chúng sinh đau khổ trong mọi thế giới. Trong 84.000 pháp môn, Đức Phật đã dạy cho A Nan pháp môn Quán Âm là pháp quán âm thanh thiên đàng nội tại, nguyên thủy vĩnh hằng bên trong và ánh sáng thiên đàng nội tại vĩnh hằng bên trong. Đó là pháp môn sẽ đưa quý vị đến quả vị Phật, khai ngộ hoàn toàn. Nhưng thầy ơi, có bao nhiêu nhà sư biết pháp môn này, thành ra họ mới công kích tôi, tại vì họ hiểu lầm. Không phải tất cả các nhà sư công kích tôi đều là ma quỷ, do đó tôi không luôn luôn phản hồi đối với mọi công kích. Đức Phật Thích Ca Mâu Ni cũng dạy nhiều pháp môn khác thuộc nhiều đẳng cấp khác nhau cho các đệ tử của Ngài, như quý vị đã biết rồi. Vì vậy, Ngài đã giới thiệu nhiều chư Phật khác cho họ, như Đức Phật A Di Đà, Phật Dược Sư, Địa Tạng Vương Bồ Tát, vân vân. Và Đức Phật cũng dạy pháp môn quán thân thể. Và một số họ thậm chí quán tưởng sâu đến mức họ thấy thân này chỉ là xương. Dĩ nhiên đó là cấu trúc cơ thể của chúng ta, khung xương mà cơ thể chúng ta được thiết lập trên đó. Nhưng thân này và tất cả cấu trúc này cùng tâm trí là những chức năng điều khiển các bộ phận của cơ thể hoạt động. Những thứ này chỉ đến từ đẳng cấp thứ hai thôi. Do đó, nếu quán tưởng về điều đó, quý vị có thể tránh được địa ngục. Và có lẽ khi lên đó,
quý vị sẽ gặp Đức Phật và chư thánh thánh thiện khác. Rồi quý vị có thể học với các ngài, nhưng mất thời gian lâu vô tận. Và nhiều pháp khác tập trung vào các luân xa khác nhau của cơ thể, nghĩa là các trung tâm khác nhau của cơ thể, thậm chí từ bàn chân trở lên hoặc luân xa đan điền trở lên. Nhưng cần phải một hành trình dài, dài vô cùng và tu hành lâu vô tận, có thể mất nhiều kiếp mới đạt đến luân xa đỉnh đầu. Vì vậy, pháp môn Quán Âm mang đến cho quý vị điều tốt nhất, cao nhất, bắt đầu từ luân xa cao nhất rồi. Nhưng cần một vị minh sư, thực sự là vị minh sư tinh thông, vị có thể mở luân xa cho quý vị lên tới đó. Là thế này, luân xa cao nhất cần một vị minh sư khai ngộ để giúp quý vị mở nó. Và một số người gọi là minh sư cũng dạy quý vị những phương pháp, ánh sáng và âm thanh thiên đàng nội tại tương tự. Nhưng nếu đẳng cấp của họ thấp, thì họ chỉ có thể đưa quý vị tới đó, giống như họ chỉ đạt được đẳng cấp thứ hai hoặc đẳng cấp thứ ba chẳng hạn. Thì chỉ thế thôi, đó là nơi họ có thể đưa quý vị tới. Họ không thể đưa quý vị xa hơn thế được. Và một số minh sư giả dĩ nhiên, họ không có gì để dạy quý vị. Họ chỉ nói giống vậy. Họ bắt chước y như bà nói của tôi. Vì vậy, rất nguy hiểm khi ở gần những kẻ quỷ quái như thế. Những kẻ giả là nhà sư hoặc giả làm thầy. Trong một số hắc thần thông hoặc tu thần thông bình thường, một số người có thể điều chỉnh hút nước từ một quả cam chẳng hạn, để họ không phải ăn trái cam. Họ có thể sử dụng đầu óc thần thông để hút hết nước từ trái cam và làm cho trái cam trở nên rỗng và bị vắt cạn, chỉ còn là một cái vỏ rỗng. Hơn nữa, một số kẻ tà ác, chúng có loại lực lượng này để hút cạn sinh lực và năng lượng của con người. Nên bất kỳ ai đến gần chúng hoặc tin tưởng chúng, nếu chúng muốn ăn người đó, thì chúng cứ hút cạn họ dần dần, tới khi người đó héo mòn rồi chết. Như một bông hoa héo, không còn gì cả. Còn tùy có bao nhiêu minh sư giả tà ác cùng nhau làm điều đó với một người. Nếu chỉ một kẻ tà ác thì cần nhiều thời gian, và rồi người đó không chết và héo mòn nhanh như vậy, mà từ từ, dần dần. Hầu hết chúng làm như vậy để không ai nghi ngờ hành động tà ác của chúng. Và bọn chúng cũng không cần toàn bộ sinh lực của một người trong một ngày hoặc một lần. Bọn chúng làm điều đó từ từ, dần dần, nhấp từng ngụm như quý vị nhấp từng ngụm nước. Và điều này thật là tà ác. Không nhất thiết là tăng ni, chỉ là một người theo thần tượng đó một cách gần gũi. Rồi đột nhiên họ ngã bệnh, bệnh nặng và từ từ, dần dần, từ từ chết. Hoặc chết nhanh còn tùy có bao nhiêu thực thể trong nhóm đó sẽ hút cạn sinh lực của người đó. Đụng ai cũng tin tưởng thì rất nguy hiểm. Có quá nhiều việc cho tôi phải làm và quá nhiều điều mà tôi thậm chí không thể giải thích. Chỉ hy vọng là một số người sẽ hiểu. Ít ra các đệ tử của Thượng Đế, họ nên hiểu điều này. Thành ra tôi giải thích mọi điều này cho quý vị. Thành ra Thượng Đế muốn tôi tiết lộ những thực thể tà ác đó. Vẫn còn nhiều thực thể khác, vẫn ẩn nấp hoặc không dễ bị vạch trần. Mặc dù đây là lúc chúng sẽ xuất hiện rõ ràng hơn trước, chúng cũng mạnh hơn nhiều, bởi vì chúng dụ dỗ rất nhiều người vào băng đảng của chúng, rồi làm những việc tội lỗi, đọa nhiều địa ngục đau đớn khác nhau, để những ác quỷ có thể dùng năng lượng đau đớn đó để làm chúng mạnh mẽ, bởi vì đó là cách chúng tiếp tục tồn tại và trở nên mạnh mẽ hơn. Đó là thức ăn của chúng. Vì vậy, tốt hơn hết là chỉ tập trung vào Thượng Đế, Chư Thánh, những suy nghĩ thiện lành, nhân từ, tránh xa những người có năng lượng xấu và giữ những người bạn trí huệ. Đừng vào nghĩa địa vào ban đêm, nhất là không ngủ ở đó, vì ít ai đủ mạnh
để ứng phó với năng lượng xấu ở đó. Quý vị có thể vô tình bị ma quỷ nhập vào ban đêm. Chúng tàn bạo và mạnh hơn bình thường. Hãy cẩn thận. Nếu quý vị phải đi qua nghĩa địa, hãy nhớ đến Thượng Đế. Liên tục niệm danh hiệu các vị thánh. Cầu xin sự bảo vệ. Mong quý vị luôn cảnh giác và được an toàn bởi ân điển thiên đàng. Ôi, những người đáng thương trên thế giới này, những người đáng thương. Tôi có bổn phận giải thích vì tôi là thầy của họ. Tôi phải nói với họ mọi điều mà tôi biết, ý nói miễn là các cõi thiên đàng cho phép. Một số điều các cõi thiên đàng không cho phép, nhưng đó không có nghĩa là điều gì có hại cho họ. Chỉ là một số điều họ không nên biết, bởi vì thiên cơ không phải lúc nào cũng công khai cho toàn thể thế giới biết. Bởi vì thường là vô ích, dù sao họ cũng không hiểu và không lắng nghe. Và đó là lý do một số đồng tu, quý vị biết đó, đôi khi đến gần ai đó và quý vị cảm thấy rất khó chịu. Rất nhiều người quý vị trải nghiệm điều đó trực tiếp, ngay cả đến gần những người theo trần tâm hoặc nghe bài nói chuyện của hắn, mà quý vị về nhà liền bị bệnh, bệnh rất nặng qua nhiều, rất nhiều tháng. Và cho dù quý vị chỉ là em gái của người đó, quý vị cũng bị bệnh khi chăm sóc anh mình. Nếu không có sự bảo vệ của lực lượng minh sư này và của pháp môn hóa âm chân chính, thì quý vị cũng sẽ chết cùng với anh trai của mình. Và thậm chí một số người kêu bằng tín đồ của Trần Tâm cũng quay sang học với tôi và nương náu nơi pháp môn hóa âm chân chính. Nhưng năng lượng tà ác vẫn còn tồn động trong cơ thể của họ và khiến họ bị bệnh. Cho dù vậy, sư phụ cũng vẫn luôn túc trực và giúp họ, bảo vệ họ. Nên lực lượng minh sư chân chính là những gì quý vị cần, chứ không chỉ là phương pháp nào, ngay cả pháp môn quán âm. Nếu người đó chỉ giả mạo, chỉ đi vào học pháp, rồi bỏ ra ngoài, lan truyền tin nói rằng họ là minh sư, tôi đã thấy nhiều, khá nhiều người làm như vậy. Nhưng họ không thể giúp quý vị. Họ thậm chí không thể tự giúp bản thân. Sau khi họ cạn kiệt phước lành được ban cho vào lúc tâm ấn, họ sẽ bị ma quỷ bắt đi. Làm ơn tránh xa họ. Cho dù quý vị không tin tôi và lực lượng của tôi, thì hãy đi tìm bất kỳ vị tu sĩ hay vị thầy thánh thiện tốt lành nào khác mà tôi đã nói với quý vị ở đâu rồi. Và tôi đã cảnh báo quý vị hãy cẩn thận khi chọn người làm thầy của mình. Các sứ giả Quán Âm rất hiếm. Các vị thầy của pháp môn Quán Âm ở đẳng cấp cao cũng rất hiếm. Chỉ khi quý vị may mắn, thành tâm, Thượng Đế mới dẫn dắt quý vị tới gặp họ. Nếu nghiệp của quý vị quá nặng từ những kiếp trước rồi, thì có lẽ rất khó cho quý vị thậm chí nghe đến cái tên pháp môn Quán Âm, nói chi đến tin pháp này hoặc tìm được vị thầy tốt nhất cho mình. Ngay cả khi Đức Phật còn tại thế, Ngài vô cùng đáng tin cậy như vậy. Ngài là một hoàng tử và Ngài dạy những điều chân thật, hoàn toàn từ bi và thiện lành. Nhưng có lần Ngài thuyết giảng, 2.000 tỳ kheo đã bỏ đi vì họ tin rằng họ đã biết tất cả và nghĩ rằng Đức Phật đang thuyết giảng tà giáo giống như những gì mà một số nhà sư nghĩ tôi đang làm bây giờ. Thật quá khó để dạy con người trên thế gian này. Sư phụ của Paramahansa Yogananda, Ngài Sri Yukteswarji, nói rằng những chúng sinh ở cõi Atula, nơi Ngài đang dạy dỗ, dễ dàng hơn cho Ngài so với con người, loài người trên địa cầu này. Vì con người là một bản tánh phức tạp, một bản tánh kép, tiêu cực và tích cực. Vì vậy, rất khó để họ hiểu được giáo lý chân chính và rất khó để họ nhận ra một vị chân sư. Đây chính là vấn đề. Thành ra chúng ta gặp nhiều vấn đề trong thế giới của mình. Được rồi, tất cả quý vị, chúng ta chỉ ước mong một ngày nào đó thế giới này sẽ trở thành thiên đàng.
Điều đó vẫn có thể xảy ra, nhưng chỉ những người xứng đáng mới được cứu. Chỉ sau khi tất cả những kẻ không xứng đáng không còn tồn tại trên thế giới này. Và đó là những gì các cõi thiên đàng đang làm lúc này, cố gắng cảnh báo con người bằng nhiều thiên tai, bệnh tật, đại dịch và đủ thứ đang ập đến như lũ lụt trên thế giới chúng ta hiện giờ, đủ loại tai họa do con người gây ra không thể tưởng tượng nổi, chưa từng thấy, hoặc gọi là nhân tạo, hoặc thiên tai và bệnh tật rồi đại dịch. Ôi thôi, tệ hơn bất kỳ thời điểm nào khác trong lịch sử nhân loại. Và tôi cố gắng hết sức, nhưng con người cũng phải tự giúp mình. Họ phải quay đầu. Thay vì đi theo hướng tiêu cực, chỉ cần quay đầu lại theo hướng tích cực. Đơn giản nhất là ăn thuần chay và cầu nguyện với Thượng Đế, tán thán Thượng Đế. Bây giờ là lúc rất quan trọng vì ma quỷ được phép cám dỗ con người, ép buộc họ có những suy nghĩ và hành động tiêu cực. Và rồi con người không thể thoát khỏi việc trở thành nô lệ của chúng, hoặc phải chịu đau khổ mãi mãi trong địa ngục. Ôi trời ơi, chỉ cần nghĩ đến số phận của họ, tôi cũng đau khổ. Chúng tôi vẫn làm việc ngày đêm và giữ cho truyền hình vô thần sư hoạt động, để ít nhất giữ cho thế giới ở một mức độ ổn định và cân bằng nào đó. Nếu không, ôi, quý vị không bao giờ có thể tưởng tượng được nó sẽ như thế nào nếu chỉ có thế lực tà ác phủ định thống trị thế giới này. Nhưng có bao nhiêu người muốn làm điều đó? Có bao nhiêu người vẫn còn đầu óc minh mẫn, đủ sáng suốt để làm theo điều đó? Chỉ đơn giản ăn thuần chay, nhớ tới Thượng Đế, tán thán Thượng Đế mỗi ngày. Vậy mà họ cũng không làm được. Giống như nhiều người đi theo Trần Tâm, họ biết rằng tôi vẫn còn đây và vẫn đang dạy những người khác, vẫn đang truyền tâm ấn qua các sứ giả quán âm của tôi hoặc đích thân tôi, nhưng họ lại chạy đến Trần Tâm. Chỉ vì họ thậm chí không cần phải ăn thuần chay hoặc ăn chay gì hết. Vì vậy, nhiều người bây giờ biết Trần Tâm thật sự là quỷ dữ, nên họ đến tìm tôi, nhưng cũng quá muộn rồi. Một số người đến quá muộn, và một số vẫn chưa ăn thuần chay, thậm chí sau khi theo Trần Tâm một thời gian dài rồi, mà họ vẫn chưa ăn thuần chay. Nên bây giờ, dù quay sang tôi học, họ vẫn cần phải chờ thời gian thanh tẩy, ăn thuần chay trong một thời gian để thanh tẩy bản thân. Ít nhất là 3 tháng, nếu không, bất cứ thứ gì ta cho họ sẽ là thuốc độc, giống như cách Trần Tâm đã làm. Hắn ta không quan tâm gì về tự bi, về người thân động vật, về địa cầu, về bất cứ gì hết. Vì vậy, bất kỳ ai cũng có thể đến để hắn có một đám đông lớn và rất nhiều đồ cúng dường, bán được rất nhiều thứ, những thứ vô dụng để kiếm tiền. Cho nên như vậy là không đúng. Chúng ta phải chân thật, thành tâm và tinh khiết. Nhưng nghĩ về điều đó, ta thấy buồn cười quá. Có quá nhiều nhà sư cứ công kích một bà già nhỏ bé như tôi, hoặc lợi dụng tên tôi để kiếm danh lợi. Chỉ toàn đàn ông, tất cả họ đều là đàn ông. Đàn ông. Ôi trời ơi, họ không có việc gì tốt hơn để làm ngoài việc nhúng mũi vào công việc và cuộc đời tôi, và thậm chí là đời sống riêng tư của tôi, đời sống riêng tư trong quá khứ, không chỉ đời sống riêng tư hiện tại. Chẳng phải buồn cười sao? Tại sao đàn ông mà làm như vậy? Chắc chỉ có đàn ông là tham lam và tham vọng như vậy. Họ thật sự khiến đàn ông trông tệ hại và khiến đất nước của họ trông xấu đi. Tất cả họ đều từ Âu Lạc Việt Nam, thậm chí có một số là người tị nạn mà tôi đã cố gắng hết sức và liều mạng để cứu, chạy khắp thế giới để nài nỉ các quốc gia chấp nhận họ. Thế mà họ quay lưng lại với tôi, phản bội lòng tin và ân huệ của tôi. Nhưng đối với con người, nhiều người dĩ nhiên là không hiểu. Đó là chuyện bình thường, cho nên tôi không trách những người này.
Ta chỉ nói về những nhà sư và thực thể ác quỷ đang tìm cách làm hại thế giới, gây chiến tranh và ăn tươi nuốt sống con người. Vì Thượng Đế muốn tôi làm vậy, và vì nếu biết điều đó, tôi không thể làm ngơ và để chúng tiếp tục làm hại con người. Nhưng đối với con người, họ lại hiểu lầm. Có thể lắm. Ngay cả những nhà sư con người, họ nghiên cứu Phật giáo, được cho là nghiên cứu nhưng họ không biết nhiều cho lắm về tất cả các kinh điển của Đức Phật. Họ không hiểu nhiều về những gì Đức Phật đã giải. Đó mới là vấn đề. Nhưng những nhà sư ma quỷ, họ cố tình làm tất cả những điều đó vì họ đang làm việc cho ác quỷ. Họ muốn phá hoại giáo lý Phật giáo, giáo lý chân chính của bất kỳ tôn giáo nào khác. Vì dù sao thì các tôn giáo cũng giống nhau. Và họ cố tình làm tất cả những điều đó, hoặc là để phá hoại Phật giáo, hoặc các tôn giáo khác, hoặc để hủy hoại danh tiếng của các nhà sư khác, chẳng hạn. Những vị tin vào Đức Phật A Di Đà và đạt đến đẳng cấp nào đó để có thể đến được cõi Phật A Di Đà. Và trong đời sống này, họ có thêm khá nhiều tín đồ hơn nữa. Cho đến nay, những nhà sư đã đến được cõi Phật A Di Đà cũng rất ít, vì họ không đủ nhất tâm, hoặc họ không có đủ đức tin, mặc dù họ tu tập. Nhưng tuy nhiên, thấp nhất sẽ đi tới đẳng cấp thấp hơn của cõi Phật A Di Đà, và cao nhất là đẳng cấp ở giữa. Trong thời đại này, chưa ai đạt tới đẳng cấp cao nhất của cõi Phật A Di Đà. Các đệ tử của tôi, các đệ tử Thượng Đế của tôi đã đạt đến. Nhiều đệ tử của tôi, các đệ tử Thượng Đế đã đạt đến đẳng cấp rất cao của Phật Quốc. Và dĩ nhiên nhiều người họ trong kiếp này đạt đến các đẳng cấp tâm thức khác nhau. Và khi họ vãng sanh, họ đi thẳng đến cõi của tôi, cõi mới của Tìm Ngô Tù. Nhiều nhà sư mà đã từng giúp tôi hoặc đã yêu thương tôi và bằng cách nào đó đã chấp nhận tôi vào thời điểm nào đó trong đời tôi cũng đều đã lên cõi mới của Tìm Ngô Tù, cõi mới của tôi. Và nhiều người trên thế giới mà đã giúp tôi theo bất kỳ cách nào hoặc với tấm lòng yêu thương, tất cả đều đến cõi mới của Tìm Ngô Tù sau khi họ qua đời. Tôi rất mừng khi nói với quý vị điều này, vì đây là những người có tâm thuần khiết, và người có tâm thuần khiết sẽ đến cõi của tôi, cho dù họ có chính thức là đệ tử của tôi hay không. Họ chỉ cần tâm tinh khiết, và bất kỳ ai thậm chí chỉ cần nói danh hiệu của tôi một lần, hoặc nhớ tôi với tấm lòng thiện lành, với sự thuần khiết trong sáng, tất cả họ sẽ lên cõi mới của Tìm Ngô Tù, nhà thiên đàng giữa cảnh giới thứ 11 và thứ 12. Đó là nơi cao nhất mà quý vị có thể đạt được trong các vũ trụ. Tôi rất mừng khi nói với quý vị điều đó. Nên dĩ nhiên, nếu quý vị gọi là đệ tử Thượng Đế của tôi, quý vị sẽ tới đó. Và còn một điều nữa để nhắc quý vị. Cách đây lâu rồi, tôi đã bảo quý vị giữ một số lương thực thuần chay cho 2 tuần. Hãy tiếp tục làm như vậy. Rất tiện lợi và an toàn cho quý vị. Và khi lương thực gần hết cạn, quý vị hãy dùng chúng và thay thế bằng lương thực mới nếu có thể. Chỉ cần giữ những đồ khô, những thứ đơn giản như gạo lứt, mè, hoặc là bất kỳ loại ngũ cốc nào để được lâu, gạo, đậu lăng, đậu khô, những thứ đó và muối, hạt tiêu, dầu,
những thứ cần thiết tối thiểu, những đồ căn bản. Đừng tích trữ quá nhiều thứ không cần thiết. 2 tuần dự trữ là đủ trong trường hợp có bất kỳ khẩn cấp nào. Nhưng rồi dĩ nhiên chúng ta phải nương tựa vào Thượng Đế và công đức tâm linh của chính mình bằng cách tưởng nhớ Thượng Đế, hãy làm cho mình được yêu quý bởi Thượng Đế và bất kỳ chư Phật, chư Thánh nào mà quý vị đã chọn. Và hãy tu tập lòng từ bi. Vì trên các cõi thiên đàng, con người không sát sanh. Trên các cõi thiên đàng, con người không phá hủy môi trường hoặc tiêu diệt mạng sống của các chúng sinh khác như người thân động vật. Vì vậy, điều đó rất hợp lý, ăn thuần chay, giữ hòa bình. Cũng làm việc thiện nếu có thể. Và trên hết, hãy nhớ Thượng Đế, nhớ chư Thánh Hiền, các vị Minh Sư, chư Phật. Cầu xin Thượng Đế Toàn Năng và tất cả chư Phật, Minh Sư ban phước cho tất cả chúng ta và giúp chúng ta vượt qua những yếu điểm của mình và sống sót qua giai đoạn thử thách chưa từng có này của thời đại chúng ta. Amen. Amen. Okay. My battery is running low now. Pin điện thoại của tôi sắp hết rồi, nên không thể nói chuyện nhiều hơn được nữa. I cannot talk much more. Có lẽ lần tới. Maybe next time. Yeah. Tôi chúc quý vị mọi điều tốt đẹp nhất. Tôi vẫn đang cố gắng hết sức cho tất cả quý vị. Nhà ân điển của Thượng Đế. Hãy chúc tôi thành công. Cảm ơn quý vị. Thượng Đế gia trì, Thượng Đế yêu thương, Thượng Đế bảo vệ. Amen. Kính thưa Sư Phụ nhân từ nhất, giữa thời kỳ biến động của địa cầu này, Ngài mang đến cho thế giới nhiều niềm vui với những lời vàng ngọc trong các thông điệp rất thăng hoa và chữa lành. Dù gặp phải nhiều bất tiện quá mức kể cả phải làm việc bằng pin, Ngài vẫn cố gắng bằng mọi cách có thể để nói với nhân loại nhằm đánh thức họ nhớ tới Thượng Đế và trở thành người thuần chay từ bi, từ đó tránh xa khỏi hình phạt địa ngục. Chúng con không bao giờ có thể tạ ơn Sư Phụ cho đủ vì muôn vàn cách mà Ngài đã gia trì cho mọi chúng sinh. Cầu mong Sư Phụ luôn được an toàn với môi trường bình yên, vui hưởng sức khỏe tốt nhất, đầy sinh lực trong tình thương của Thượng Đế Toàn Năng, của chư Thánh Hiền và tất cả các cõi thiên đàng vinh quang. Xin đón xem vào thứ Ba, ngày 15 tháng 10 năm 2024, trong tiết mục Giữa Thầy và Trò, cho chương trình phát sóng đầy đủ của thông điệp này với nhiều phụ đề hơn.